Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Giao Thông. Những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Một trưởng phòng thuộc Sở Công Thương Lai Châu bị tạm giữ vì nhận hối lộ. Mới đây, theo như thông tin, Công an tỉnh Lai Châu đã tạm giữ hình sự một trưởng phòng thuộc Sở Công Thương liên quan vụ vi phạm quy định về vật liệu nổ, sử dụng trái phép vật liệu nổ tại Thủy điện Nậm Cấu. Theo hồ sơ vụ án, qua các phương tiện truyền thông, Trần Văn Huy, sinh năm 1985, ở tổ 11, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, là kỹ sư làm việc tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Phát, biết được cơ quan pháp luật đang mở rộng điều tra vụ án Thủy điện Nậm Cấu. Qua nhiều ngày trăn trở về việc làm sai phạm của bản thân, ngày 19 tháng 8, Huy đã đến cơ quan điều tra tự thú về hành vi đưa hối lộ, đồng thời xin nộp số tiền 140 triệu đồng. Tại buổi làm việc, Huy khai nhận từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024, Huy đã vận động được 205 người làm công việc có liên quan đến vũ khí vật liệu nổ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu tham gia để đề xuất với Phòng Quản lý Công nghiệp Sở Công Thương mở 4 lớp tập huấn kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp. Quá trình tổ chức lớp tập huấn, thi và cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ chuyên nghiệp, Huy đã thu số tiền từ 2 đến 3,5 triệu đồng trên một người, thu tổng số tiền là 510 triệu đồng. Tổng số tiền thu được, Huy chi phí mở lớp và chi 220 triệu đồng bôi trơn cho ông Vũ Văn Hinh, trưởng phòng, Phòng Quản lý Công nghiệp, Sở Công Thương tỉnh để được tạo điều kiện trong việc tập huấn rút ngắn 4/5 số ngày học khi bao đỗ. Sau khi tổ chức 4 lớp, Huy đã thu lợi, chiếm hưởng 140 triệu đồng. Căn cứ tài liệu do Trần Văn Huy cung cấp, cơ quan điều tra đã mời Vũ Văn Hinh lên làm việc. Sau khi nhận giấy triệu tập, nên những sai phạm của mình có thể đã bị bại lộ, nên Hinh đã đến cơ quan điều tra xin viết đơn đầu thú hành vi nhận hối lộ và thú nhận. Trong quá trình tham mưu cho lãnh đạo Sở Công Thương, chỉ đạo cấp dưới trong việc giám sát tập huấn, thi và cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp đã có nhiều sai phạm như đã trực tiếp nhận số tiền 220 triệu đồng do Trần Văn Huy đưa để đơn giản việc tập huấn, thi, từ đó Hinh chỉ đạo cấp dưới làm ẩu, buông lỏng giám sát, không thực hiện đúng các quy định về tập huấn đối với loại vật liệu nguy hiểm này. Sau khi nhận số tiền trên, Hinh đã đưa một phần cho một số người tại Sở Công Thương, phần lớn số tiền còn lại Hinh giữ chi tiêu cá nhân. Sau buổi làm việc, Hinh đã tự nguyện giao nộp 220 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Nguyên chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang lĩnh 8 năm tù. Theo như thông tin, vào sáng ngày 20 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Bi, 55 tuổi, ngụ phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang về tội tham ô tài sản. Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Bi nguyên là chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang, được giao nhiệm vụ tổ chức thi hành bản án dân sự sơ thẩm số 64 năm 2022 vào ngày 18 tháng 12 năm 2022 của Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang. Bản án này buộc bà Nguyễn Thị Ứng phải trả cho ông Nguyễn Văn Tâm và bà Lê Thị Nhị số tiền trên 958 triệu đồng. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Bi đã thu đủ số tiền của bà Ứng và viết biên lai thu tiền. Tuy nhiên sau đó, Bi thông báo với bộ phận kế toán cơ quan hủy biên lai thu tiền thi hành án do viết nhầm biên lai. Đồng thời, Bi không thu nộp lại số tiền trên cho thủ quỹ của Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang, không thông báo cho ông Tâm và bà Nhị. Số tiền chiếm đoạt, Bi sử dụng trả nợ và chi tiêu cá nhân. Sau khi sự việc bị phát hiện, Bi đã giao nộp lại số tiền đã chiếm đoạt để chi trả cho ông Tâm và bà Nhị. Đến ngày 22 tháng 2 năm 2024, Bi bị cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao khởi tố để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bi 8 năm tù giam về tội tham ô tài sản. Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ án tại Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia. Theo thông tin từ Bộ Công an, vào chiều ngày 20 tháng 8, Cơ quan An ninh điều tra đang mở rộng điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia, Sở Lao động Thương binh và Xã hội các tỉnh Đồng Nai, Long An, Văn phòng Công chứng Lại Khánh, Văn phòng Công chứng Nguyễn Lâm và một số tỉnh thành khác. Đến nay, an ninh điều tra làm rõ và khởi tố thêm 4 bị can gồm Trương Thị Nga, sinh năm 1957, nguyên trưởng phòng Công chứng Trương Thị Nga, cư trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội; Lại Hồng Khánh, sinh năm 1950, Lương Minh Sơn, sinh năm 1971, cùng là nhân viên Văn phòng Công chứng Trương Thị Nga; Vũ Nam, sinh năm 1976, công chứng viên Văn phòng Công chứng Nguyễn Lâm, trú phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Theo cáo buộc, 4 bị can trên vì động cơ vụ lợi, lợi dụng chức vụ quyền hạn là công chứng viên, ký chứng thực bản sao đúng với bản chính khống trên các tài liệu để các đối tượng khác sử dụng đưa vào hồ sơ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia từ năm 2019 đến năm 2022 trái quy định của pháp luật. Bộ Công an xác định hành vi của họ gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, ảnh hưởng xấu đến chức năng xã hội của công chứng viên, hoạt động đúng đắn và uy tín của các tổ chức hành nghề công chứng theo quy định của pháp luật. Ngày 15 tháng 8, Cơ quan An ninh điều tra thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. quyết định tạm hoãn xuất cảnh và các quyết định phê chuẩn của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ đối với bà Nga và ba cá nhân trên. Trước đó, vào ngày 21 tháng 7 năm 2023, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam ông Hoàng Quốc Hùng, Giám đốc Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia, Lương Nhân Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm và Nguyễn Đình Cảnh, Phó phòng Hành chính Tổng hợp về tội nhận hối lộ. Ngoài ra, Nguyễn Xuân Thọ, đại diện văn phòng giao dịch công ty luật trách nhiệm hữu hạn Vicco, Phạm Quang Hậu, cộng tác viên của công ty luật trách nhiệm hữu hạn Vicco và Nguyễn Thị Ngọc, chuyên viên của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội bị khởi tố tội đưa hối lộ. Đàn lợn bị bắt giữ khi vừa nhập cảnh vào Việt Nam sau 2 năm lẩn trốn. Mới đây vào ngày 19 tháng 8, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an cửa khẩu cảng hàng không sân bay quốc tế Nội Bài xác minh, truy bắt đối tượng Nguyễn Thành Đạt, sinh năm 1998, trú tại phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình khi vừa nhập cảnh từ Nhật Bản vào Việt Nam. Thông tin từ cơ quan công an, ngày 10 tháng 2 năm 2022, đối tượng Nguyễn Thành Đạt có biệt danh Đàn Lợn cùng nhóm 5 đối tượng phạm tội bắt giữ người trái pháp luật tại thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Sau đó bị Công an huyện Hướng Hóa phát hiện và vào cuộc điều tra. Vào khoảng đầu tháng 4 năm 2024, trong khi cơ quan công an đang tiến hành điều tra, đối tượng Đạt đã bỏ trốn khỏi địa phương. Vào ngày 22 tháng 7 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hướng Hóa đã ra quyết định về khởi tố bị can về tội bắt giữ người trái pháp luật và quyết định truy nã đối với đối tượng Nguyễn Thành Đạt. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định được Nguyễn Thành Đạt sẽ nhập cảnh từ Nhật Bản về Việt Nam qua cảng hàng không quốc tế Nội Bài nên đã phối hợp và bắt giữ, kết thúc quá trình 2 năm đối tượng lẩn trốn pháp luật. Hiện đối tượng Đạt đang được di lý về cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hướng Hóa để phục vụ công tác đấu tranh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Khởi tố người điều khiển xe đạp có nồng độ cồn, tấn công cảnh sát giao thông. Theo thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng, vụ việc chống người thi hành công vụ xảy ra vào khoảng 13 giờ 50 phút ngày 12 tháng 6. Tại khu vực trước cửa số nhà 202 đường Phú Thượng Đoạn, phường Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Tại thời điểm đó, tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự, Công an quận Hải An, thành phố Hải Phòng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm chuyên đề nồng độ cồn tại khu vực trên. Trong quá trình kiểm soát, tổ công tác phát hiện anh Khổng Văn Lợi, sinh năm 1981, đăng ký thường trú tại thôn Trần Hiền, xã Hải Phú, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, điều khiển xe đạp có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh kiểm tra. Anh Lợi không chấp hành, có cự cãi và dùng một bọc tay nắm bằng cao su bên trái của xe đạp, sau đó ném vào người một chiến sĩ trong tổ công tác. Tổ công tác đã đưa anh Khổng Văn Lợi về trụ sở Công an phường Đông Hải 1 để làm việc. Qua kiểm tra nồng độ cồn, anh Khổng Văn Lợi có mức nồng độ cồn đo được là 0,025 mg trên 1 lít khí thở. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định khởi tố bị can đối với Khổng Văn Lợi về hành vi chống người thi hành công vụ quy định tại khoản 1, điều 330 Bộ luật hình sự. Theo đó, người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ, thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Bắt người đàn ông đổi họ tên, trốn lệnh truy nã sau 20 năm bỏ trốn. Vào ngày 19 tháng 8, theo nguồn tin của phóng viên Báo Giao thông, Công an tỉnh Cà Mau đã bắt giữ Trần Văn Đen, 42 tuổi, ngụ ấp Ngọc Thuấn, thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Được biết, Đen là đối tượng đã bỏ trốn 20 năm trước, bị cơ quan công an truy nã về hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra ban đầu, vào năm 2004, khi đang bị tạm giam vì có liên quan đến một vụ án trộm cắp tài sản, lợi dụng sơ hở, Đen đã bỏ trốn. Sau khi lẩn trốn ở nhiều nơi, Đen đến ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Thấy nơi đây ít người sinh sống nên Đen quyết định ở lại và thay tên đổi họ là Bao Thành Công, hành nghề thợ hàn để kiếm sống. Tuy nhiên, gã đã bị các trinh sát thuộc Công an tỉnh Cà Mau đã phát hiện và bắt giữ sau 20 năm lẩn trốn truy nã.